Charcoal is going to Than play sẽ the đóng một role vai trò in quan trọng our life trong in đời this sống trong tương future. lai gần. Because soon, when we Bởi have vì not sớm enough thôi, khi ta không fossil có đủ nguyên liệu fuel hóa thạch or no gas, hay khí ga, we need charcoal for ta sẽ cooking. cần And dùng than charcoal để is nấu ăn. renewable Và than là energy. năng lượng tái tạo If được. we have the fast Nếu bạn growing có các trees, loại cây lớn nhanh, maybe 10 tầm of them, khoảng 10 cây, they can grow back chúng có thể lớn trở lại mỗi năm. every year. So we have enough Đó là bạn có đủ charcoal than để dùng cho gia đình trong cả năm. Good quality Loại charcoal than chất gives lượng very cao high cho energy. nhiên liệu rất tốt. And there's no smoke Thì đốt sẽ không có visible. khói và rất sạch. We also use Chúng ta cũng có charcoal thể dùng for than để lọc nước. Filter the water also. This kind of charcoal is Loại very than good này rất quality tốt to để lọc filter the nước. water to make the water clean Và from nước lọc chemical được hóa chất completely. một cách triệt để. This is the way to make Đây là cách charcoal để làm ra with than no đốt không smoke. khói. You can make Bạn có thể charcoal làm in than the ở trong city thành phố hay or ở trong anywhere. làng. Nobody know we are making Và không ai charcoal. biết bạn đang làm than cả. How to make the kiln Cách làm lò thế nào để to tạo ra được make than? The charcoal in this way, we need Ta cần 200 hai thùng dầu, liters 200 lít. The first oil Thùng drum, đầu tiên, we need to open ta cần mở one side. một đầu. This side, đầu when này, we open, we khi need mở to ra, the edge ta cần trừ viền about từ 1 đến 2 inch, tầm khoảng 3 đến 5 cm. This edge gonna be Viền này sẽ là the vai shoulder đỡ cho cái nắp. The lid, so we can put the Để lid sau đó, ta có thể đậy nắp lại. This part of the drum. After we draw the line, sau khi vẽ được we đường want cắt, to cut, we can just ta có thể dùng dao knife phủ or hoặc axe rìu to cut with để the cắt bằng cách wooden đóng búa hammer gỗ. To hit it. Cách này sẽ cắt it được will dễ be dàng. Easy to cut and save and Nó an rider. toàn hơn dùng máy cắt cầm tay. Take longer Bởi time vì máy cắt làm lâu hơn it's harder mà cũng to khó cut. Cắt hơn. When we cut all Khi the ta way cắt được around, một vòng, and then ta we có can thể lấy nắp it ra. off. After that, we need Sau to đó, hit the edge of the ta có thể drum đập viền của to make thùng it dầu straight. cho nó thẳng. And then it's và better sẽ to tốt hơn use nếu grinder dùng máy mài to erase để mài đi các cạnh bén so it will not cut để nó không xước tay ta. After that, Sau we đó, need to turn ta cần lật upside thùng down dầu ngược lại the drum and then start to make và holes bắt đầu làm các lỗ as much nhiều as nhất có thể. We can. The hole need to be very các lỗ close cần together, sát nhau and then và lỗ thật to. This hole is very các lỗ này rất quan trọng. If we make enough Bởi vì hole, nếu ta làm đủ số lỗ, when we make khi the ta làm than, we have no smoke. Than đốt sẽ không có khói. But if we don't Nhưng nếu ta đục không đủ số lỗ, enough hole, it will be than sẽ có nhiều smoke. Khói. There are many way to make có nhiều cách để đục lỗ ở phía dưới đáy thùng. Sometimes we use Đôi khi chúng tôi dùng đục bê tông, đôi khi dùng rìu để tạo lỗ, đôi khi dùng búa chim để tạo lỗ. Cách nào mà dễ đều được. Chủ yếu là cần càng nhiều lỗ càng tốt. Và to nhất có thể nữa. Nên nhiều lỗ là rất quan trọng. Đây là kích thước lỗ mà ta cần. Thực ra ta có thể cần nhiều hơn nếu được. This is the finish of the first round. Vậy là we xong have many thứ nhất. Holes in ta the có nhiều lỗ ở đáy. And then we have edge và ta có like viền thế này ở phía trên. Top. On the side, two sides, Hai bên, we can ta có thể làm tay nắm like như thế this. này. It's easier to hold. Để dễ cầm đó. Or if we don't have Hoặc water, nếu ta không có máy hàn, use wire ta có thể buộc dây like hook, như so cái móc hold. Để ta có thể cầm được. The second oil drum, và we thùng dầu thứ open hai, the top ta cũng part cắt of it nắp ra. Too. But this one, Nhưng cái này we ta cắt thật sát mép close to the edge because we want bởi vì to use ta muốn dùng phần này để làm part nắp to make the lid for the first. Cho cái thùng thứ nhất. This is the top part of the Đây là phần second nắp của thùng drum. Thứ hai. We cut it off and cắt then ra rồi ta dùng we làm will nắp use cho it thùng to thứ make nhất. The lid for the first drum. So we need to Nên ta cần làm cho nó thật straight. thẳng. When we cut it, it's bent Khi a lot ta cắt at the edge, phần viền and bị cong nhiều, nên giờ ta then cần làm thẳng lại. Grinder, Sau đó ta dùng máy mài cut the sharp để mài các part phần of the bén edge. Đi, so it will not cut để nó out không làm rách and tay work. Khi ta sử dụng. We need to make sure that the ta cần chắc chắn là phần nắp the first sẽ vừa completed. Với miệng của phần thùng thứ nhất. After that, we turn Sau the đó second oil ta drum lọc thùng dầu upside thứ down. Hai xuống.
So we make a hole. Sau đó đục một lỗ trên đỉnh của thùng dầu thứ hai. This part gonna be phần này sẽ là ống khói, chỗ mà khói sẽ bay ra, thoát hơi ra. We open this area at đường kính đường tròn ít nhất là 5 inch, là tầm 13 cm. The hole will look like this. Lỗ sẽ trông như thế này. Sau khi đã chuẩn bị hai thùng dầu và một cái nắp, bước tiếp theo ta bắt đầu đốt. Ta cần ba viên gạch để đỡ ở phía dưới. We want air to go. Ta muốn không khí đi vào từ phía dưới thùng dầu nhiều nhất có thể, nên gạch cần phải đủ cao. Phần gỗ để làm than cần có kích thước tương đồng và thật là khô. Wet wood is not very good for this. Không hợp với kỹ thuật này. And we can cut. Và nếu thằng gỗ rất thẳng, we can cut, ta có thể cắt bằng chiều cao với thùng dầu. Oil drum and we can stack them. Rồi xếp nó như thế này. If the wood nếu các thanh gỗ không thẳng, better to cut them tốt hơn nên cắt ngắn, so we can nhỏ stack lại them more. Để ta có thể chất nhiều thêm. Wood in there, we can nếu cut ta more có thể charcoal. Thêm nhiều, ta sẽ when thu được nhiều than hơn. The whole tank, khi đã chất đầy nguyên thùng rồi, ta chỉ cần dùng thứ gì đó nhỏ like như là cỏ hay rơm or small stick hoặc các nhánh cây nhỏ ở trên can start the và ta có thể nổi lửa từ phía trên. We need two pieces ta cần of 2x4 middle 2 to put on the edge 4 cm of the oil để phía trên miệng của thùng dầu we can start the fire. Và ta we có thể đốt lửa the fire from the top. Ta luôn ngồi lửa then từ phía trên put the rồi ta để phần ống khói tức là thùng dầu thứ on hai top of the lên trên của thanh sắt and in the smoke và phần khói sẽ biến mất ngay lập tức. The first time when we use oil lần đầu tiên dùng thùng dầu smoke, có thể sẽ có ít khói vì phần sơn bên ngoài thùng dầu bị cháy. When we start the fire, khi nổi lửa lên, ta cần liên tục quan sát the color phần màu sắc của thùng dầu. Normally, thường nó sẽ tốn khoảng từ 1 đến 2 giờ going to burn nó sẽ to the cháy cho đến đáy của thùng dầu. And then, và khi màu biến đổi đến đáy của thùng dầu, drum, có nghĩa là lửa đã cháy đến phần đáy. We need to wait for five, ta cần chờ từ 5 đến 10 phút trước khi đóng lò. The, after we start the fire, sau khi nổi lửa lên this, như thế này, time, ta có thể đóng hồ một tiếng, sau đó quay lại. So và có thể đi làm gì đó trong khoảng thời gian một tiếng. Come back to check if the rồi mình quay lại kiểm tra xem màu đã đổi xuống đến đáy chưa. If it changed to the bottom, nếu đã xuống đến đáy, close ta có thể đóng lò sau đó. After that. When the fire burn like this, khi lửa cháy như thế này, nhiệt độ sẽ rất cao. The minimum is 800 ít nhất là 800 độ C. The maximum is more tối đa than là hơn 1.000 độ C. So it depends on the hole nên nó phụ thuộc vào lỗ ở dưới đáy thùng. If we have more hole, nếu ta có nhiều lỗ hơn, nhiệt độ sẽ rất cao. When the fire burn to close khi lửa đã cháy đến đáy, we need to prepare ta cần chuẩn bị một đống bùn bên cạnh lò. Kill. Mixing trộn đất mix với nước soil with water to make it để cho nó thật là nhão, kiểu như bùn sét. So this is where we gonna đây là chỗ mà ta sẽ mang thùng dầu qua to prevent để ngăn không cho oxy vào. To not let oxygen go inside. Then we need a stick to push ta dùng cây để đẩy thùng làm nắp xuống. And then và ta có thể dời thùng dầu sang bên cạnh. This step, we need to push the top part. Ta đẩy phần thùng trên đi. We want the top cho nó rơi xuống dưới đất. To hit the ground, because the top part. Bởi vì thùng trên cứng hơn thùng dưới. And the temperature và is very nhiệt độ high. Rất là cao. It's so hot. Rất là nóng. It's good to use the nên long, long sẽ tốt stick. Nếu dùng gậy so thật dài, it will be để nó không làm ta bị phỏng. Burn us too much. When you put the drum khi nãy giờ mình qua chỗ bùn rồi, put the lid on top and đậy nắp lên close it with mud và che kín lại bằng bùn hoàn toàn. Don't let the air đừng để cho không khí chui vào đó. So we can see if the vậy ta xem out, nếu như khói bay ra, nghĩa là không khí vào we được. To close ta cần bít lại ngay lập tức, including cả phần đỉnh and the và phần đáy. This skill, we lò này put the sau drum khi ta down, hạ lò we xuống, put the lid on top. Ta đậy nắp lại. First, before we move trước khi ta dời thùng qua đống bùn, mud pit,
This technique is cách này sẽ giảm được nhiệt nhiều hơn, decrease the heat better. It's giúp ta dễ làm for hơn. Us to work with. And then to have the và nếu như có phần quai sắt hàn vào to the side bên hông thùng như thế này, is very sẽ rất là dễ để sử dụng. And we need ta to cần phải sure đảm bảo là vùng không quá khô. Not too dry. It need to be a little nó bit cần hơi ướt. So it will để nó có thể được kín hơn. Easier. After we close it, we need sau to khi đóng lò, ta cần để đó ít nhất 3 hours. Tiếng. After that, we sau will đó ta sẽ có than. The charcoal will be ready to use after that. Sau đó than so sẽ dùng time được. That we vậy thời gian mà ta đốt not không quá 2 tiếng. Hours. And the time và thời gian sau khi đóng lò, we wait to make it cool ta down. Chờ cho nó nguội it khoảng 3 about tiếng. 3 hours. Total time tổng cộng quá trình burning, là 5 tiếng. The total process is about 5 hours. So in 5 hours, vậy we trong 5 tiếng charcoal, ta có đủ than để nấu ăn. Cooking at least ít nhất một tuần cho một gia đình one family. Nên so cũng đáng để làm như thế này. After 3 hours, sau 3 tiếng, we are going ta có thể mở to ra để xem to see the charcoal from inside. Than ở bên trong. So it's good to clean the sẽ tốt nếu chùi sạch phần đất sét. Well, well, because we don't want bởi vì ta không muốn cát hoặc đất trộn với than. Mix with the charcoal, especially đặc biệt là khi ta muốn dùng than để lọc nước. To filter the water. So the charcoal need to be clean. Nên phần than cần phải được this sạch sẽ. The best charcoal đây là loại than tốt because nhất it's really light. Bởi chúng rất nhẹ and there are many, và many có nhiều lỗ nhỏ trong than, giống như xốp. It's very good nó rất là tốt để lọc nước, good for tốt cho nấu ăn, no smoke nó hoàn toàn không khói.